Anh ở đây nè. Tự tổ chẳng ai mà không thấy. Mấy em là bạn cùng lớp của Phồng Phồng. Ôi, anh ngầu quá vậy. Ngầu quá hả? Ngầu quá. Em sờ thử được không anh? Cứ tự nhiên đi em. Cô cản các bạn đó lại đi. Khủng long là loài động vật ăn thịt nguy hiểm lắm đó cô ơi. Ừ, đúng rồi ha. Anh trai em ấy thích ăn thịt bò lắm. Trong bài văn có nói mà. Bài văn của em được điểm cao nhất lớp luôn đó anh hai. Muốn ăn thưởng gì nè? Ăn kem không? Mua cho em một cây nha. Em muốn ăn hai cây à. Không thể nào tin nổi. Con cá vàng. Con khủng long mà biết nói. Đây giờ còn mang tâm về nữa chứ. Đón em đi học về hả con? Dạ, con chào cô. Trời đất ơi, sao ai cũng xem chuyện đó là chuyện hiển nhiên hết vậy nè. Không ai thắc mắc gì sao nó biết nói hả trời. Hay là thắc mắc tại sao nó chưa tuyệt chủng mà lại còn có em trai nữa. Trời đất ơi, tại sao nó lại mang tập về? Không ai thắc mắc gì hết vậy trời. Lại còn đi siêu thị giữa thanh thiên bạch nhật. Được lắm, để xem một con khủng long thì đi siêu thị như thế nào nha. Đủ hết mọi thứ em ghi trong list hồi sáng phải không chị? Đủ hết đó em. Hôm sau lại ghé ủng hộ chị nữa nha. Dĩ nhiên là một con khủng long có thể gọi điện thoại đặt hàng ở siêu thị trước rồi. Họ đang đi vào con hẻm. Em học cùng lớp với Phong đúng không? Anh không quay lại nhìn mà vẫn biết em đi theo sao? Anh nhìn thấy qua cửa kính siêu thị. Dời lại. Hẻm hẹp như vậy thì sao mà quay lại nhìn được chứ? Nghe, con muốn lên lưng anh hai mình ngồi không? Thôi, cảm ơn nha. Dây điện trên đầu cả bộ muốn chết sao lên đó vậy trời. Dạ em ở đâu? Không ai đón em hết hả? Chết rồi, ông anh của em. Ê, con lợn kìa. Anh đâu phải lợn, anh là khủng long mà. Anh không phải nói anh, nó nói em. Tan học rồi mà không đứa nó chờ mày đi đâu vậy hả? Mày đi theo ai? Ai dụ dỗ mày? Em đi theo cái. Chào em, nãy giờ em mới đi chung với bọn anh. Anh là anh của Phong, bạn học cùng lớp với Nghi á. Khủng long nói tiếng người. Đúng rồi đó anh. Kỳ lạ quá, có đúng không anh? Có gì đâu kỳ lạ. Con lợn như mày còn tới trường học được mà. Nè, anh vừa nói ai là con lợn vậy? Nói mày á. Phong, em đói chưa? Dạ rồi. Anh vừa mãi thôi nha. Ai biểu anh tới trễ quá anh chị. Đâu phải lỗi tay em đâu. Thế thì đi bộ về luôn đi. Tụi mình về ăn cơm nha Nghi. Mày mà còn leo lẻo trả treo là ngày mai đi bộ đi học nha con. Nhìn anh trai như người ta kìa. Hôm nay nhà mình chuyển nhà rồi. Tao mà không đến đó là mày khỏi biết đường về nhà luôn á. Gì? Chuyển nhà rồi á? Sao nhanh quá vậy? Nhà mới của mình nè. Cả lốc này mới xây nên chỉ có nhà mình với nhà đối diện là có người sống thôi đó. Mẹ đang qua bên đó mời người ta qua nhà mình ăn cơm cho vui á. Hơi dạ, mời cô tối nay sang nhà cô ăn tối ạ. Cảm ơn con, để cô mang trái cây qua.